Chào các bạn tin nhanh 24/7. Xích cổ BMW độ hàm cá voi độc đáo ở Hà Nội. Ngày 18 tháng 2, lễ hội mô tô diễn ra ở Hà Nội với sự quy tụ của hàng trăm biker mô tô miền Bắc. Nổi bật trong đó là chiếc BMW A1000 bản độ giới hạn được độ lại thân vỏ nhôm khá cầu kỳ của một biker có tiếng ở Hà Thành. Chiếc xe được chủ nhân độ khoảng 1 năm nay với kiểu dáng cà phê racer. Phần đầu xe với nhiều thay đổi nhất với bộ quay làm từ nhôm nguyên chất và được gò thủ công. Sau đó phần vỏ tiếp tục đem đi đánh bóng và không sơn để màu kim loại độc đáo này. Thiết kế lý tưởng từ cá voi. Bên cạnh đó, bình xăng, yên xe hay nhiều chi tiết như phuộc, lốp xe, đèn pha, tay lái v.v. cũng được thay mới hoàn toàn. Vì bộ quay đã che hết phần đầu nên xe đèn pha được lược bỏ. Thay vào đó, đèn led nhỏ được lắp đặt ngay ở cụm phanh. Tay lái được hạ thấp theo đúng kiểu cà phê racer. Các nút điều khiển như còi xi nhan mang phong cách hoài cổ. Yên xe cũng được trau chuốt khá tinh tế với hai đường chỉ bắt chéo. Với kiểu dáng yên này, chiếc BMW A1000 chỉ phù hợp với một người ngồi. Phuộc sau được lật lệch bên phải của xe. Phát biển số được gắn ngay ở bên dưới với nhiều mẫu cà phê racer độ khác tại Việt Nam. Ống xả tông xịt tông với bộ quay. Chủ xe vẫn giữ nguyên hệ thống truyền động. Giá của gói đời này không được tiết lộ. Tuy nhiên sau khi đổ xe, xe này chủ yếu để cho việc trưng bày mà thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại clip. Nhớ like hoặc share và subscribe.